Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Vu Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh Vu Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
thật thì nhà nước cấm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những chàng pháo tay nhiệt tình đúng không ạ? Vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh, vậy thì đề tay ta bố thì sẽ đông đinh cả hội trường đấy quý vị ạ. Chính vì vậy khi có được yêu cầu từ ban tổ chức, chúng ta hãy vỗ tay thật to và thật đều được không ạ? Giây phút này dành cả pháo tay thật lớn lên quý vị ơi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy là nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã xuất hiện trên sân khấu của Lại Gia Đình rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng, chào đón toàn thể quý vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, tất cả các bạn trẻ làm thành nữ tú đã cùng nhau trở về đây tại bản Người Tao A, xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để tham dự Lại Đế Thành Hôn của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, cũng thật là cay trăm cành thì cũng về một cùi, nước ngàn sông cũng hội một dòng, dấu ai lãnh đục tìm trong, anh đã yêu em xin nguyện ngàn năm chẳng rời, để rồi sự thật đây rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, hội hôn chúng tôi rất phấn khởi, chúc cho hai bạn sống vui tươi, mà lá yêu nhau là phải lắm phải say, yêu nhau là phải đời lất long trời, đừng như con bướm đọc rồi lại bay, do vậy anh nắm đấy tay, nhưng anh không nắm mà ôm ngay cái đầu, hai bạn tình cảm âu sầu để cho năm tháng dãi dầu bên nhau, giờ đây anh trước em sau để cho anh họ say duyên trọn đời, toàn thể cô dì chú bác đã được long trọng kính mời về đây để chúc mừng cho hai bạn trọn đời ái ân. Dạ vâng, hôm nay ngày thật đẹp, tháng thật lành, thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2024, tức ngày 12 tháng 12 năm Quý Mão, với được sự thống nhất của chính quyền địa phương, đồng tình của Lại Gia Đình, nhất trí cao của cô dâu chú rể, với sự chứng kiến của toàn thể quý vị, ban tổ chức chúng tôi không để quý vị phải chờ thêm giây phút nào nữa, tơ hồng thắm được từ đây, với đại đế thành hôn của chú rể Văn Dân sẵn duyên cùng cô dâu Thanh Hà. Thanh Hà Văn Dân chính thức được bắt tay. Kính chào các anh chị quý vị đông đảo. Rất là đẹp quý vị, như vậy những bàn pháo hoa đến từ nhà rạp cực kỳ yêu thương dành tặng cho cô dâu và chú rể, và những tràng pháo tay của những người anh, người chị, người cô, người chú cũng đã nổ lên và dành cho cô dâu và chàng rể chúng ta trong ngày vui nhất hôm nay. Như vậy là cô dâu Thanh Hà, chú rể Văn Dân đã chính thức trở thành vợ chồng đẹp duyên đôi đứa, đẹp đồng mẹ cha. Kính chúc cho toàn thể hai nhà đời đời bền chặt, mãi mãi bền đâu. Và ngay sau đây xin mời hai em hãy tiến lên phía trước một bước và trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu kỷ vật đầu đời. Xin mời. Cô dâu và hai bạn hãy nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn ạ. Và sau đây đuổi là để quý vị ra mắt lên sân khấu tình yêu của ban tổ chức chúng tôi sẽ nói gì trong buổi trưa ngày hôm nay, và bài phát biểu đấy xin được phát biểu bằng tiếng Thái. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Chúc mừng tất cả bộ mẹ phi nòng ải em mưa đi buồn thần cần co chặt khép phùa phép mắt cầm kèn xóm hư ảo mà tặng cá đi bên chính phùa mía số nay có nắm nìa nhiều chuyến cần mà mưa đi bên tàu cốt xã bàn càn trời cần sáng quan bàn tề na su mơi men ba sòng làn phanh láng sồn tròn xưa sồn tuổi sồn láng khẩu xú son non hồng mòn nghiêng thế đi già tang dao lắc cày mướn tú bằng cằn em có mắt nặng mằn sòn tay phanh đục tinh sòng hoa na
Vâng, đây là lời quý vị trong cuộc sống của chúng ta. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc đớn đau nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu Thanh Hà, chú rể Vân Dân đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta chính thức trở thành vợ chồng. Và chú rể Vân Dân ơi, em đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu, chuyển từ tình yêu sang tình nghĩa vợ chồng. Hãy hôn người vợ của mình đi nào. Mến, trong buổi trưa ngày hôm nay, MC Ngọc Hơn rất là vinh dự được trở về đây tại bản Hủy Tàu A, xã Phú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên để thay mặt trở lại gia đình đỡ lời chồng cô dâu chú rể chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng có tôi đời những tâm tư tình cảm mà toàn thể quý vị đã dành cho cô dâu và chú rể. Và bài phát biểu đấy cũng xin phát biểu bằng tiếng Thái. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe. Chiếc mông tay lại bò mè pin hòn ải êm viện cái lòng chủ nồi phù mía nó là bẹo bác giờ hít không tòng trần không phủ tay làm bầu giềng chủ côn cuồng phén đìn bầu trùng y đàn à bẹo bảy trứng mài bẹo cùng phù mía tó cần dệt hơn là giàu tặng ca mơ ni đùi phù mía nóng cầm chiếc này bền đùi sắc đùi pết có mi chơ là ở bấy bền đùi sắc đùi cấy có mi chơ là ở xìa bền đùi phù mía có mi chơ là ở hàng chơi súng ải súng êm súng pò súng mè chủ phủ lại côn phật cứ chẳng thấy năm nửa sửa đi bác sẽ bị bản bố trà biệt ná bó ổ ông cần khí xe máy tay tang đường mắt tùm mắt tôm nó bó đủ sòn đàn làn cò vô mi quan sằng ườn xưa quan ba lại ải báu sổ chúc nhau ải nòng pò mè pin nòng tiếng cá có cái hào khăn mặn dưn mướn ten sèn khừn bên đá thua sầu sờ bác xúc giảm quan cả nịp bên ả tê dệt kín tệ bú mô muông bên đài bú mất xài bên phần bú có măn cà phê bên buông bạch ca lầy ngân hán khải quán lầy ngân kiều tiêu tang màn đài chù nơ xúc mê mẻ nơ. Tất cả quý vị nhảy ban tổ chức thay đời cho đại gia đình đến đời chồng con dâu và chú rể gửi lời cảm ơn tới tập thể quý vị khách quý một lần đã không quản ngại đường xá xa xôi cùng nhau trở về đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể chúng ta trong ngày vui nhất hôm nay. Và ngày hôm nay ngày vui nhất của hai con của mình chắc chắn cũng không thể thiếu những món quà đặc biệt ý nghĩa thân thương nhất đến từ người bố, người mẹ, người anh, người chị đúng không tập thể quý vị. Và ngay sau đây xin mời tập thể quý vị hướng mắt lên sân khấu tình yêu và bố mẹ của chú rể cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui nhất hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Rất là lời quý vị thân mến, nếu thật là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà cái là cuộc đời thì không ai phù bằng cha. Nước biển mênh mông không lấp đầy tình mẹ, mắt trời đồng đồng không phủ kín không cha. Cần tàu sớm hôm mẹ nuôi con con đến mang cả tấm phúc gầy cha chăm chờ đời con. Tiếp nối chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình Dì Lam cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui nhất hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Núi Thái Sơn và nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là làm con. Xin hồi kén sao hồng có sồng, tài xin phu kén sao đồng có nghe tất lưỡi, cho xin hồi phá khe.
mình hiện tổ bên cái bếp sống sờ hương hứa tạo nà xin bốc nà môn trên bường hừa mắt hồng biết tạo màn sống hương có sờ vững quang nhoi chú bất tồi phá tâu sống phái hương trần chỉ có biết hù đời át ở mướn bán quần tòng tộc chú hồng mai lô hát sống hình lâu vâng tất tới chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có gì đúng cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui và hạnh phúc nhất hôm nay xin trân trọng kính mời. Phòng bay cử men đuốc hát, tắt tay cử men đuốc xuôi, sàn quầy cử men hoạt chơi nhau phù, men bạ ném phù bền phờ, chấm này thầy lồng quán bàn, nghiên sửa ngay kém tà đồng biên phần hờ, vũ già trầu mất bom chốt tòn tốt ẩu, tốt xấu hơn há thầy đó ngớn hòn sông, thằng có phát án đầy trời hù, tai trầu cũng ẩu tề ra xuống ơi. Ở tiếp với chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu con chị gái cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai em của mình trong ngày vui nhất hôm nay, xin trân trọng kính mời. Nai sườn bay ón cười giường trai tụ là sắp bà pha vững hùng thiền hà dài đến tinh phồn dù vào chiếc sò ơn cùng êm phu tành chọc dĩ phồn dài ơn cùng ai phút may chọc há phồn đin ơn cùng êm phu tành quấy đình vẫn chưa mải tùm bàn hót cùng tụ chưa bình tèn phu luồng tề ra xuống mây. Đón tiếp tới chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu em gái của chú rể cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho anh chị của mình trong ngày vui nhất hôm nay, xin trân trọng kính mời. Ai có chờ có hầm mày phóng năm sao phấn tờ đầy hồng phanh phù chờ đi đến ma tiền trù hát bà đốt hạt tàn tràn mù ai của dầm hoi rồi chờ tìm biết hồi hón nghĩ phờ trành vì chẳng cảnh tô tiên lại khái bày ma điện bày ma chú hừng vì muốn mỏng mòm ai có sáo chú ồn phường pha lại cầm đát hồng trái điệu phì muốn mỏng bấu đi phờ kiều tà mốc là chính yêu chuồng bó phân thành tề na xu mai. Vẫn tiếp tới chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có gia đình một tiên cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng hai cháu của mình trong ngày vui nhất hôm nay, xin trân trọng kính mời. Mình mang sòng ngân phó sở chụp viên đi xiềng có chấm lườn phàng phù mới phố thông tà mới ảo à chù côn mang phong mới lại ải lại nòng bác muộn chỗ phùn tể nang xung mơi. Vẫn tiếp tới chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có gia đình cộng trường cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai con thân yêu của mình trong ngày vui nhất hôm nay, xin trân trọng kính mời. Quà đặc biệt ý nghĩa đến từ người bố, người mẹ, người anh, người chị, người cô, người chú. Đó sẽ những tâm tư tình cảm nhất cho hai con, hai cháu của mình trong ngày vui nhất hôm nay. Vẫn tiếp tới chương trình ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có gia đình cô là cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng cho hai cháu của mình trong ngày vui hôm nay, xin trân trọng kính mời. Sau cũng có món quà cực kỳ yêu thương ý nghĩa dành tặng cho hai con thân yêu của mình trong ngày vui hạnh phúc nhất hôm nay, xin trân trọng kính mời. Mì lai sườn bánh ón cười giường trái đủ là sắc bà phà vĩnh cùng thiền hà dài lên tinh phồn dù có chiếc sò ơn cùng êm phút thành chọc dĩ phồn xài từ cùng ai phút may chọc á phồn linh có hàm kim tòng tam địa hà ngân ế một kim cách trở về hấu sườn trù anh tạo đồ đáo tàn trong chu sùng thu là nét men cuồng nô lắc trầm bấu cuốn trần
thầy, thầy bốc ai bốc con sùng múa tà nai, mẹ đại quân cuốn tình chủ đô phồng phồng, tổ chắc hồ chờ kèn sáng mẹn bàn đài sáng tài. Trước xin được trân trọng giới thiệu phó gia đình tiền anh Tiền Trung, cũng có món quà cực kỳ yêu thương dành tặng hai em của mình trong ngày vui nhất hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Mình dàn tang dao lắc tay với chú bằng cằn, em có mắt lạc bằng sòn tay bánh đục trên sòng hao la, lại mua bàn mỡ mỏng chủ lưới sở hào, phúc cho tình lao lao sắc lỗ tàng ngân, phân đục bánh cá sòng phần chơ hình tay, khu phúc tàn nhôm bay buồn tàn góp ầu, hạt bà có chính khó chờ lúc, đến bà chờ tà tập tứ lại cầu, ai hạt trầu quay phàn quay có phê đánh ầu nơ, bánh sườn khởi có tính tứ lặng là, sổ tàu mè kết bà bó dươn lại thứ bắn phù tăng tốt cho mướng ế lại biến hướng tấu kề biệt bóng kề bán bay mắc ùm bóp tầm và cổ biển sầu ngớn kẻ ta sầu cắm mướn tìm hà đụng tay tìm cây dưng kẻ thầu hòn thòi sao của mỗi chiềng mấy ra xuống ải xuống em đó. Chúng con xin chân thành cảm ơn những món quà là cực kỳ yêu thương, cực kỳ tuyệt vời đến từ người bố, người mẹ, người anh, người chị, cô dì, chú bác, chúng toàn thể quý vị. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, toàn thể quý vị đã nhận được tấm thiệp hồng xinh xắn của cô dâu và chú rể. Lời mời thân thương nhất từ làng gia đình, đã không quản ngại đường xá xa xôi, mất chút thời gian ngọc vàng của mình cùng nhau trở về đây để chúc mừng cho cô dâu và chú rể cũng như lại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau đây xin mời những người anh, người chị, người bố, người mẹ, toàn thể cô dì, chú bác có mặt tại căn phòng yêu thương ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau rót chén rượu và cùng nhau nâng ly rượu và cùng nhau dâng thật cao lên được không quý vị ơi? Dâng thật cao lên nào, dâng cao lên nào, dâng thật cao lên và dâng kẻ bên kia chưa dâng nha. Hôm nay tổ chức chúng tôi sẽ bắt nhịp 1 2 3 xô và 1 2 3 uống. 1 2 3 xin được chúc mừng được không quý vị? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Và các bạn mời đại gia đình thứ mắt yêu thương của mình về phía nòng ải em mưa đi quần trời làng ngắm sườn bấu đứm khát thế này là để quý vị trai hát đèn sườn cấu tình yêu sẽ cứ để lần rất là tuyệt vời lúc cả để quý vị những bài chai rượu đầu kia đã được mở nắp. Xin mời em lấy tay trong tay ạ, tay trong tay, hai tay vào cô dâu nữa. Đó, xin mời em lấy rót chai rượu của mình. Vẫn tất cả để quý vị thân mến, vẫn tất cả rượu đồng thì chưa nhấp đã say, mà rượu tình thì chưa uống đã say suốt đời. Cùng nhau xót chén rượu này, dấu cay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Chúc cho nghĩa vợ tình chồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Như vậy chú rể và cô dâu đã thực hiện chai sâm banh đầu tiên của mình. Đó, xin mời em cầm chai rượu tiếp theo đi nào. Rất là tuyệt vời đúng không ta thể quý vị. Xin mời em hãy tay trong tay rót chai rượu thứ hai của mình. Mình nhìn lòng là ai cũng chẳng sồn viện bằng bước tùm bước vòng. Chai rượu về thành tôn diễn tài lần. Viện bó tặng nuốt chu có hé chờ văn. Lát rượu nằm phát trào hèn sẵn. Sức mà nằm tắng mồm tìm trai vừa lấy càng trăng. Hãy cảnh sát hắn chề mực cắm người kiều. Lúc mặt đầu quần lòng vô tính người. Chào rằng bó tay thật lớn từ quý vị ơi. Và ngay sau đây, xin mời xin mời em của bố và tiểu thư Diệu Tinh sẽ thắp nén pháo đầu tiên cho con gái của mình ạ. Xin mời em ạ. Rất là để quý vị, ngày hôm nay là ngày vui, ngày phúc nhất của cô dâu và chú rể. Bước ngày sinh nhật của con gái yêu quý của cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay cũng không toàn thể quý vị. Và chúc cho lại gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Và chúc con gái Diệu Tinh cũng là chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ. Dạ vâng ạ. Rất là để quý vị bưng tay đĩa muối chống cơm. Mà từng tay muối bạn thì xin đừng quên nhau.
bánh này bánh nghĩa bánh tình, mà tấm lòng son sắt thì giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như một trăng sáng giữa ta với mình. Và ngay sau đây xin mời em hãy đưa con gái sự tình cho người mẹ, và em hãy cắt chiếc bánh của mình ạ. Để quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay, toàn thể đã không quản ngại đường xá xa xôi với thời gian ngọc vàng của mình, đã không quản ngại đường xá xa xôi cùng nhau trở về đây để chúc mừng cho cô dâu và